morning, mình xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang ở thành phố Chicago. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng thành phố Chicago nha. Điểm xuất phát của mình hôm nay sẽ là Navy Pier. Đúng 10 giờ sáng luôn thì người ta mới mở cửa thôi. Hiện tại đây vẫn chưa có đông. Mình nghĩ là khoảng trưa khoảng 1-2 giờ thì bắt đầu nó sẽ đông hơn. Nhưng mà tụi mình muốn tranh thủ thời gian, với lại buổi sáng á vắng vậy mình quay video flycam nó sẽ ok hơn. Đến đây mọi người có thể mua cái Big Bus Chicago là một cái bus tour. Cái xe bus mình hay thấy á, trên đường á, thì người ta mua cái bus này đánh một cái vòng thành phố luôn, mình có thể tham quan hết thành phố luôn. Thì nó có giá hết nè. Thì mình sẽ ghé vô Chinatown của Chicago thì để ăn điểm sắm ở cái quán này. Lần trước mình có ăn điểm sắm ở cái quán này rồi, ăn cũng ok lắm, cũng ngon, cũng được khá là nhiều review ở đây. Thì ăn no xong rồi tụi mình sẽ đi dạo vòng vòng downtown Chicago. Đồ ăn quá thì nhiều, không biết hai đứa mình ăn có hết không nữa. À, tại vì món này tụi mình ăn rồi cho nên là biết nó khá là ngon. Khi tụi mình vừa ăn uống no say, bây giờ đi dạo một vòng Chinatown nha. Dẫn mọi người đi dạo một vòng Chinatown của Chicago. Xong rồi mình sẽ đi xuống downtown Chicago. Cái khu Chinatown này nó có rất là nhiều nhà hàng nha mọi người. Đồ hàng nhà hàng Tàu, điểm sắm là nhiều. Và mì sốt rất là ngon, mình thích ăn ở chỗ đây khá là ngon. Thời tiết nó hơi lạnh nên trên đây nó vắng hơn xíu. Chứ lúc mà mình đi hồi, đợi chút đi hồi hè á, nó đông nó vui hơn. Hai đứa mình thở ra khói luôn á. Cái tiệm bán đồ kitchen. Bây giờ tụi mình sẽ đến Skydesk, là một cái building có cái cây kiến á, mình đứng đó nhìn xuống thì sẽ thấy toàn cảnh thành phố Chicago luôn. Vừa bước vô cảm thấy ấm áp liền mọi người, ở ngoài hơi lạnh. Đi một lúc lâu cũng thấm lạnh rồi, vô đây đó là ấm. Ở đây là một nơi, một chỗ rất là nổi tiếng của Chicago, cho nên ai đến đây cũng rất là muốn check in cái Skyscraper. Cái building của nó là View Tower mọi người, và có cái view nhìn ra nguyên một cái city rất là đẹp. Hello. So cute. Đây mọi người sẽ được vô thang máy đi lên trên tầng cao nhất. Ở đây đợi rất là đông, mọi người đợi rất là đông. Mình thấy mọi người đến đây á, thì nên thứ nhất là kinh nghiệm của mình nghĩ là nên mua vé trước. Là còn người ai có điều kiện thì có thể mua thêm cái fast pass cho nó nhanh hơn á, để bớt cái đợi. Mà có những ngày rất là đông, đợi tới 2 tiếng, 3 tiếng luôn á. Nhưng mà nếu mình đi sớm, khoảng 10 giờ sáng nó mở cửa, mình đi sớm á thì nó sẽ đỡ phải đợi rất là nhiều. Chứ là nếu muốn đi Skydesk, mọi người này nên đi buổi sáng sớm nha. Ngay lúc mở cửa thì nó sẽ vắng hơn và đỡ phải mất thời gian của mình á. Đó là 89, 90.
Wow, cái lỗ tai mình nghe rất 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 mình nghe các bạn không? Ờ, cái lỗ tai mình nghe rất rất không là rất là cao luôn. Wow, cảm giác nhìn xuống rất là cao luôn mọi người. Không biết nhìn xuống luôn rồi. Ồ, cảm giác wow, ai sợ độ cao lên đây hơi bị sợ nha. Mình thì mình không sợ lắm. Wow, cảnh xin thì rất là đẹp. Đẹp quá. Wow, này thành phố đối diện bên kia là một cái hồ lớn. Hồ này hình như là Michigan, là một cái hồ lớn không? Nó giống như nhìn giống như thành phố biển như thế mọi người, mà cái là cái hồ á. Nhìn cái hồ rất là to, nhìn giống như là cái biển luôn. Rất là đẹp. Cái hồ này làm cho cái landscape của thành phố Chicago đẹp hơn rất là nhiều luôn. Đó là một cái điểm rất là tuyệt vời khi mình lên một tầng 103 nhìn xuống. Ê, cái building kia dễ thương nè. Mình sẽ mua cái này về để làm kỷ niệm, ép vào cái keychain collection của mình. Từ trên cái quay taxi luôn. Mình rất là thích đi xuyên dòng sông để ngắm city như thế này. Hôm nay nhiệt độ ở đây hơi lạnh, mùa đông nhưng mà cũng không quá lạnh, nhưng mình nghĩ nó sẽ lạnh hơn chứ, nhưng mà cũng may mắn là hôm nay thời tiết rất là ok, không có tuyết, có nắng rất là đẹp, thời tiết rất là đẹp, chỉ là hơi lạnh thôi, phải mặc áo ấm. Thì mình nghĩ là mọi người đến Chicago vào mùa hè thì nó sẽ rất là vui luôn. Vào mùa hè thì nó sẽ đông vui hơn, thời tiết thì nó sẽ ấm hơn. Giờ mùa đông ở đây vẫn rất là nhiều tourist nha, mình thấy rất là nhiều dân du lịch đây, rất là vui. Ở Chicago mình đều đi ngang những cái cầu như thế này, thì cái đặc trưng của nó là nó có thể gập lại để cho nó cao lên, để cho những cái, mình nghĩ là cho những cái tàu lớn người ta có thể đi qua được á, mình nghĩ vậy. Thì đó là cái đặc trưng của cái cầu ở đây đó. Mọi người thấy cái building gần đó không? Cái building mà nhìn như là trái bắp vậy đó. Cái đó là mấy cái là cái chỗ parking không á. Ở đây có hai cái chỗ parking, nó xây kiến trúc rất là độc đáo luôn. Nhìn nó giống như là cái trái bắp vậy đó. Bây giờ mùa đông á cho nên cây nó bị rụng lá, cho nhìn nó trơ trụi vậy, tội dễ sợ. Mình nghĩ mùa hè nó sẽ đẹp hơn, mùa hè cây có lá xanh mướt nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mùa đông nó cũng có một cái đẹp của mùa đông, nó cũng rất là hay. Thì nó cũng hay. Có cây này là cũng đi, này là cruise tour. Cái chiếc bên đây cũng là cruise tour, mà cái chiếc màu vàng là qua là cái qua taxi thôi. Nếu mà mọi người đến đây để du lịch thì mình suggest là mọi người nên đi cái chiếc cruise ship như thế này. Thì nó sẽ dẫn mọi người đi được xa hơn và ngắm được nhiều cảnh hơn. Giá khoảng từ 20 mấy đô cho đến 30 mấy đô, tùy vào độ dài của mỗi chuyến. Thì nó sẽ 30 phút hay là 1 tiếng rưỡi, tùy vào mỗi chuyến. Hoặc là có thể đi qua là taxi. Qua là taxi thì chỉ đi vòng vòng trong cái city đó, cái đường đi nó chỉ ngắn thôi, mình chỉ đi dạo cho vui thôi. Shopping của Chicago ngay downtown Chicago luôn nha. Ok. Hai bên đường có rất là nhiều hiệu nào có hết thì mọi người muốn shopping thì hãy đến đây.
hoặc là có một cái mall cũng khá là lớn, nó gọi là Water Tower Place, thì tối nay mình sẽ ghé ngay đó. Thì bây giờ mình sẽ ghé vô Zara thử xem nó có gì để shop không. Zara Express gần bên nhau luôn. Trong Zara ra thì đây là thành quả của tụi mình ngày hôm nay. Không, thành quả của mình thôi, anh ấy không mua được gì hết. Wow, mọi người ở đây đang rất là đông luôn. Shopping. Có một cái line. Người ta đỡ cái gì vậy? Người ta cái line để vô cái Starbucks này để uống hả? Ở ngay khu trung tâm mua sắm của Chicago luôn. Cái này giống như nhìn giống như là cái headquarter của Starbucks vậy. Nó có bán cà phê đủ loại luôn, mình vô mình có thể mua cà phê tươi trong đó đó. That's why nó rất là đông luôn mọi người. Buổi chiều hôm nay tụi mình sẽ ăn chiều ở Shake Shack. Thì ở đây chuyên về burger nha mọi người, muốn ăn burger thì đến đây cũng rất là ngon. Bây giờ tụi mình sẽ make order trên cái bảng điện tử này. Xong rồi khi mà order ready thì mình chỉ cần tới pick up thôi. Đây burger, nói chung mà ngon hơn những cái burger khác là nhiều. Đặc biệt là nó có nước uống rất là ngon, cái lemonade của nó rất là ngon. Ok anh Place. Cái chợ này là chuyên bán đồ của Made in Italy nè mọi người. Mọi người muốn mua đồ Made in Italy thì vô đây nha. Wow, có rất là nhiều loại rượu luôn. Made in Italy. Made in Italy luôn. Nói chung là tất cả các mặt hàng ở đây đều là Made in Italy hết luôn mọi người. Và rồi con giữa tấm và ăn có gì luôn cũng là đồ quý luôn. Cái này rất là xịn xò. Anh thấy em bắt đầu thấy nóng rồi, phải đi ra ngoài đó. Bây giờ nóng rồi, nhưng mà trong đây đi vô đây một lúc mà mình cảm thấy nóng liền á. Do mình mặc quá dày. Tại vì mình đang ở Water Tower Place. Thì đây là một cái mall khá là lớn của Chicago. Mọi người muốn shopping thì nhất định đến đây nha. Mở khoác ra liền. Ấm áp liền, không cần mở khoác nữa. Nó giống như là một cái map điện tử luôn á, một cái bản đồ điện tử luôn. Thì mình muốn đi ở... bây giờ mình... nó có tất cả các nhãn hiệu trên đây luôn. Ví dụ như bây giờ mình thử nha, mình muốn đi... nè, Forever 21. Đó, thì nó sẽ hiện lên là tầng lầu, có 7 lầu thì cái Forever 21 nó sẽ là tầng thứ 5, đúng không? Rồi, mình thử cái khác nha. Thử cái Pandora đây. Nó thì nó sẽ ở lầu thứ 7. Nó nằm ở đâu luôn, rất là dễ, rất là tiện luôn mọi người. Tại vì có quá nhiều hiệu, mình đôi khi mà không biết mình mua cái gì. Sephora ở lầu số 5. Còn nếu mọi người muốn đi restroom á thì chỉ cần nó sẽ cho mình biết là cái restroom mình đang ở gần đâu thì cứ tầng thứ 6, tầng thứ 3. Ok, để cho cái restroom. Ok, quá tiện lợi luôn. Bây giờ mình đi restroom. Okay, let's go restroom chứ. Lần thứ 3. Đúng là Water Tower Place luôn mọi người. Và cái này không phải là cái bình thủy tinh đâu nha, nhìn nó giống như bình thủy tinh vậy á. Thật ra nó là nước. Đẹp quá. Tối ở một chỗ gọi là fashion, mình thấy ở Chicago có rất là nhiều tiệm fashion như thế này trên đường. Wow, nhìn rất là ngon. Còn cái đây là một cái shop. Wow, shop bự vậy ha. Cái fashion mình thấy nhìn nó to lắm nha. Cái này là một cái món ăn của người Mỹ, thường người ta một cái bowl người ta mix lại nhiều thứ trong đây, có rice nè, có corn, bắp, thịt bò. Nhìn rất là healthy, rất là ngon. Còn đây là một cái tô súp.
nhìn cũng rất là hai đứa ăn là đủ luôn á. Mình mua thêm hai cái trứng nữa, nếu mà thằng nữa mình ăn dặm trứng vô. Ok, bây giờ ăn thôi. Gió lạnh quá. Ở đây á, Chicago được nổi tiếng là Wind City, thì nó rất là nhiều gió, rất là lạnh. Tại vì cái nó là một cái thành phố nằm cặp với lại cái hồ là Michigan Lake, nên building rất là cao đó, cho nó rất là nhiều gió. Ok, bây giờ tụi mình đang ở Millennium Park. Ở đây nó có một cái gọi là Cloud Gate, là cái cổng mây. Thì là một cái biểu tượng rất là nổi tiếng của Chicago luôn. Mọi người đến Chicago thì phải đến đây để check in nha. Có ice skating nữa, rất là vui. Kề trên kia là cái Cloud Gate. Bây giờ mình sẽ đi lên gần cái Cloud Gate hơn để nhìn toàn cảnh hơn nha. Đẹp bên đây. Mọi người hiện tại rất là đông, rất là vui luôn. Wow, cái cây thông rất là to. Tại chỗ này thật sự rất là nổi tiếng của Chicago luôn mọi người. Đến Chicago như vậy phải đến đây. Cái này có nhiều người gọi là hạt đậu. Tại vì cái hình tượng nó giống như hạt đậu đen của mình vậy đó. Cái Cloud Gate này đó là cái gốc nó đặt ở đây, và mọi thứ nó đều được tính toán hết để lấy được cái cảnh của city á mọi người, nhìn rất là rõ luôn. Cái chất liệu làm cái hạt đậu nó cũng vậy luôn. À, mình hay gọi nó là hạt đậu. Tại vì quen rồi, hạt đậu và Cloud Gate nó là một đó, bị quen nhưng mà thực sự nó là Cloud Gate. Là cổng mây. Đi xa rồi. Ban đêm cũng đẹp, ban ngày cũng đẹp, ban ngày đẹp như kiểu ban ngày. Bên đây, bên góc bên đây đẹp hơn, bên góc đây thấy hết nguyên cái city luôn. Bên góc bên kia thì chỉ thấy cảnh background phía sau thôi. Bây giờ mùa đông cây lá nó trơ trụi hết rồi. Mùa hè thì nó còn xanh tươi xíu thì nó trơ trụi nhìn mắc cười quá. Nhưng ban đêm thì nó sẽ đỡ buồn hơn, ban ngày chứ nhìn nó hơi buồn thì nó không có lá xanh á. Tại vì lúc nào ở đây cũng đông á mọi người. Nhớ ban ngày nó mới phải đông. Bên kia nhìn rõ cái city hơn, bên này thì chỉ là cảnh thôi. Đối diện với cái Cloud Gate thì là cái chỗ chơi ice skating. Lần trước mình đi mùa hè thì không có, nhưng mà mùa đông thì nó có thêm cái ice skating cái này nữa. Hôm bữa mới chơi cái ice skating ở Downtown Detroit rồi, cho nên là hôm nay hai đứa chắc không chơi đâu, chỉ đi ngắm cảnh này rồi. Cái này là một cái rạp hát để có những cái music event, người ta sẽ đến đây người ta diễn cái. Nó nằm cạnh bên cái Cloud Gate luôn. Và bên cái Cloud Gate thì rất là đông. Còn bên đây thì không có ai qua chụp hình đó, thì cũng đẹp mà sao không ai qua chụp hình đó. Ok, cuối cùng ra kết thúc một ngày ở Chicago thì đến đây lần thứ hai rồi, nhưng mình vẫn rất là thích thành phố này. Có lẽ là do cái landscape ở đây nhìn nó rất là đẹp, với lại nó cũng có nhiều chỗ để ăn chơi, rồi có nhiều điểm du lịch rất là đẹp. Thì shopping nữa, có các mall để shopping này, có những trung tâm mua sắm rất là lớn, nên là mọi người có thể đến đây vừa đi chơi vừa shopping, ăn uống rất là ngon. Bây giờ cái miệng của mình đó bây giờ cái miệng nó lạnh lạnh đó, nói chuyện nó đơ đơ vậy đó. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp. Bye.